Tin chuyên đề Chuyện cổ Phật gia, thứ khó có được nhất trên thế gian này là gì? Có ba vị hòa thượng cùng nhau bàn luận về vấn đề Trên đời này, thứ mà con người khó có được nhất là gì? Hòa thượng đầu tiên nói Trên thế gian này, thứ khó có được nhất chính là tuổi trẻ còn mãi Sức khỏe dồi dào và trường thọ. Một người, dù có gia tài bạc triệu Nhưng đến tuổi già bệnh tật ập tới Chẳng mấy lúc rồi cũng ly biệt thế gian Lúc thế nào hưởng thụ được niềm vui của cảnh hạnh phúc nơi trần thế nữa. Hòa thượng thứ hai nói Trên thế gian này, thứ khó có được nhất là một người tri kỷ có thể chia sẻ niềm vui cũng như lúc hoạn nạn cùng mình. Một người cho dù đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhưng không có nổi một người bằng hữu chân thành thì thật tịch mịch cô đơn giống như đóa hoa có sắc mà không hương thế chẳng có cảnh ong bướm vần quanh thưởng thức. Vì hòa thượng thứ ba lại nói Tôi cho rằng Thứ khó có được nhất trên thế gian chính là một gia đình hạnh phúc, mỹ mãn. Một người, dù cho có thân thể khỏe mạnh, có tri kỷ kề bên, nhưng gia đình nội bộ lục đục, chỉ lo nghĩ tranh tranh đấu đấu, thì những thứ kia còn có ích gì. Cuộc sống như vậy, mỗi ngày sẽ giống như địa ngục trần gian, muốn thoát ra mà không được. Đức Phật, sau khi nghe được lời nghị luận của ba vị hòa thượng, Ngài bèn cho triệu tập chúng đệ tử lại. Lúc này, đang độ mùa thu, tiết trời nhẹ nhàng khoan khoái gió thu nhẹ thổi cỏ cây xanh tươi thoáng đáng và không khí cũng trở nên dễ chịu hơn đức phật hướng các phật tử phía dưới nói trên thế gian này thứ gì là khó được nhất không phải khỏe mạnh trường thọ không phải bạn bè chi tâm cũng chẳng phải thân quyến hòa hợp ta kể một câu chuyện cho các con nghe trong biển lớn có một con rùa mù tuổi thọ của nó là vô lượng kiếp số trải qua bao lần thế sự xoay vần trăm ngàn năm bãi bể nương dâu bình thường nó lặn sâu ngàn trượng dưới lòng đại dương trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần lại có một thân cây gỗ mục rỗng bên trong theo gió và sóng mà trôi giạt trên mặt biển rùa mù trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần để gặp được cây gỗ nổi thì cơ hội đúng là ngàn năm có một huống chi này nó lại gặp đúng cây gỗ có thân rỗng cho nó chui vào bên trong, đưa nó trôi trên mặt biển, rồi theo sóng gió dạt vào bờ. Dù mù gặp thân gỗ rỗng đã là kỳ tích, nhưng đối với sinh mệnh trôi nổi trong luân hồi mà nói, muốn có được thân người còn có hơn rùa mù được vào bờ hàng vạn lần. Đức Phật lại bốc lấy một nắm bùn trên mặt đất, mở lòng bàn tay ra rồi nói với các đệ tử, chúng sinh đã được thân người giống như bùn trong lòng bàn tay ta, còn chúng sinh đánh mất thân người lại như toàn bộ bùn trên mặt đất này. Vậy thì cái gì là khó có được nhất? Thân người là khó có được nhất. Hỡi các đệ tử, các con nhất định phải chăm chú lắng nghe và suy nghĩ về điều này. Vuột mất cơ hội đắc được thân người thì muôn kiếp khó mà có lại được. Đây không chỉ là lời dạy trong kinh Phật cổ mà còn là một tri thức không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Chúng ta nên trân quý cơ hội làm người này, quý trọng nhân duyên vốn có. Giới tu hành quá khứ có câu, thân người khó được, chân pháp khó tìm, trung thổ khó sinh. Giải thích khái quát chính là ba cái khó để con người có thể tu luyện, đắc đạo thành Phật. Thân người là khó có được nhất, vì duy chỉ có con người mới có thể tu tập, tạo lập công đức và cũng chỉ có con người mới có thể tu hành thành Phật. Cho nên bạn phải quý lấy cơ duyên được làm người này. Danh lời vốn dĩ chẳng thể mang theo được. Con người khi đến thế gian này với hai bàn tay trắng khi rời khỏi nơi đây cũng là hai bàn tay trắng. Vậy mà sau còn mê lạc trong thế gian vì danh vì lợi mà theo đuổi đến cùng sẽ lại càng tạo thêm nhiều nghiệp lực tội lỗi, kiện ác tất có báo ứng, đó là đạo lý của trời. Nếu cứ chạy theo danh lợi như vậy chỉ khiến cho đời sau càng thêm thống khổ. Cái gì là khó được nhất? Thân người là hiếm có, có được nhất. Chúng ta phải biết trân quý cơ duyên này, sử dụng thân này để tu luyện, giúp đỡ chúng sinh. Vậy nên, hãy trân trọng lấy hiện tại, tuân theo chính pháp, phản bổn quy chân. Đây mới là mục đích làm người chân chính của chúng ta. Tác giả vô danh cư sĩ có bài thơ Nhân thân nan đắc, ngọc vàng khó mua. Trồng vừng thì lại ra vừng, trồng đậu được đậu, xin đừng kêu ca. Lưới trời lồng lồng bao la, tuy là thưa đấy, nhưng mà khó chui. Cũng đừng đổ tài hên xui, xưa nay nhân quả tới lui tuần hoàn. Tiền tài như đất bên đàng, nghĩa nhân mới thực ngàn vàng trong tay. Vui buồn phúc họa dở hay, thảy do đức nghiệp chuyển xoay mà thành tham tài trọng sắc áo danh tổn hao phúc phận sớm thành hư không một lòng dưỡng đức tu tâm mới mong sinh mệnh xuất tầng thế gian đời người ngắn chẳng tày gang nhân thân nan đắc ngọc vàng khó mua tham lam biết mấy cho vừa ai mang tài phú được qua cổng trời thân phàm gửi cát bụi thôi cháu con có phúc của đời cháu con cầm bằng âm đức hao mòn một cơn sóng gió luống toang cửa nhà khôn đâu trẻ khỏe đâu già biết chân thiện nhẫn mới là cao minh xuất siêu danh lời sắc tình sẽ trông thấy cửa thiên đình mở ra thưa quý vị mục tin chuyên đề của DKN TV đến đây xin tạm dừng quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Sipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.